Minh Phi kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Sức khỏe và tiền. Ngay bây giờ sẽ là chuyên mục Bác sĩ và doanh nhân. Kính thưa quý vị, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Minh Phi xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về triệu chứng đau ngực, đặc biệt là ở những người trẻ. Và khách mời tham gia vào chủ đề kỳ này đó chính là bác sĩ Phan Hữu Phước, giám đốc phòng khám lão khoa MedVi Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Vâng, thưa bác sĩ Phan Hữu Phước, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là những cái cơn đau ngực ở người trẻ. Vậy không biết những nguyên nhân nào là nguyên nhân tạo nên những cái cơn đau ngực này ạ? Khi nó đến nguyên nhân gây đau ngực ở người trẻ đó, vâng, Minh Vi có hình dung ra rằng là người trẻ ở đây có độ tuổi là khoảng bao nhiêu không? Thật ra đây là một câu hỏi rất là khó, bởi vì nếu người trẻ mà có cơn đau ngực thì chắc chắn đó là một bệnh lý rồi. Bởi vì người già thì thường hay đau ngực và nghĩ ngay tới là đau tim. Minh Vi đoán chắc là sẽ nằm trong cái khoảng từ 25 cho tới 35 hoặc cùng lắm là 40. Minh Vi đoán rất là hay. Bởi vì theo định nghĩa y học, người trẻ đối với bệnh tim mạch á, là những người dưới 40 tuổi thì gọi là người trẻ. Nhưng mà chúng ta đang giới hạn một tí xíu, có nghĩa là người trẻ ở đây có tính chất y học, vâng, về mặt đau ngực, có nghĩa là khoảng 30 đến 40 tuổi gì đó. Vâng. Chứ còn trẻ quá mà chẳng hạn 18 đôi mươi mà than là thường xuyên đau ngực thì chắc chắn là nhiều khả năng là do thất tình thì phải. Đó là cơn đau của cảm xúc rồi, chứ không phải bệnh lý. Lúc này là do đau, ở đây là do một cái mũi tên, là mũi tên tình ái nó bắn qua tim thôi, chứ không phải là liên quan đến y học gì hết. Vâng. Do đó mà nguyên nhân mà gây đau ngực ở người trẻ ở đây đó ngày càng được chú ý. Vâng. Mà không những là phái nam mà ngay cả phái nữ. Minh Vi có thấy rằng là nhiều cái báo chí gần đây đưa ra rằng là nhiều nhân vật khá là nổi tiếng ở độ tuổi trẻ mà đột nhiên có một tình trạng cơn đột quỵ do tim chẳng hạn. Vâng. Và cái tình trạng này ngày càng phát triển tại nhiều nước, không hẳn là nước ta, mà tại đặc biệt là các nước đang phát triển. Có nghĩa là Tổ chức Y tế Thế giới đang cảnh báo rằng bệnh tim mạch đang được trẻ hóa. Do đó một người trẻ bị tình trạng đau ngực thì đừng bao giờ chủ quan. Và một số nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng đau ngực ở người trẻ và chúng ta cần chú ý. Đầu tiên đó chính là do tim mạch. Thứ nhì đó chính là do những cái bệnh lý về cơ thần kinh, cơ vùng ngực của chúng ta. Vâng. Vùng ngực của chúng ta thì chúng ta biết rồi, nó khá là rộng. Có nghĩa là từ cái phía gọi là chúng ta trong dân gian chúng ta gọi là vùng chấn thủy đó, vâng, trở lên phía trên cho tới cổ của chúng ta, rồi từ ở phía trước ra tới phía sau, vâng, thì chúng ta đều gọi là vùng ngực. Mà khi đau ngực mà do tim đó, nó có thể đau khá nhiều vùng. Rồi bên cạnh những cái vấn đề bệnh lý về cơ xương khớp thần kinh đó, thì những người trẻ độ tuổi dưới 40 đó lại có một cái căn nguyên khác nữa. Vâng. Đó là căn nguyên liên quan đến tâm lý và tâm thần. Có nghĩa là những cái trạng thái lo âu quá mức, rối loạn giấc ngủ chẳng hạn, hoặc là những cái trạng thái nghỉ ngơi không đầy đủ, vâng, cũng có thể gây ra cái tình trạng đau ngực. Rồi chưa kể đến những bệnh lý ở cái đường hô hấp, là phổi chẳng hạn. Khi trong phổi có những cái bệnh lý chẳng hạn như viêm phổi, khối u ở phổi chẳng hạn, nó cũng gây ra cái tình trạng đau ngực. Do đó những người độ tuổi trẻ có cái nguy cơ hút thuốc lá nhiều chẳng hạn, thì đôi khi đau ngực không phải do tim mà nhiều khi lại là do bệnh lý ở phổi chẳng hạn. Vâng. Do đó đau ngực ở người trẻ nguyên nhân cũng khá là mênh mông, rất là nhiều cái lý do dẫn đến cái tình trạng đau ngực ở người trẻ. Vậy là những cái cơn đau ngực ở người trẻ thì đó chính là dấu hiệu của những căn bệnh tiềm ẩn đúng không thưa bác sĩ? Rất nhất trí với Minh Vi. Đau ngực nó chỉ bộc lộ ra bên ngoài mà thôi, nhưng mà bên trong của nó đôi khi cũng không phải là đơn giản. Có những cái căn bệnh rất là nguy hiểm, nếu như những căn bệnh này thuộc cơ quan nội tạng bên trong, có thể là trung thất nè, có thể là tim nè, có thể là phổi nè. Còn những cái bệnh lý bên ngoài da, xương khớp, cái khớp mà gọi là cái khớp giữa xương đòn với xương ức chẳng hạn, vâng, thì đôi khi nó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Do đó khi có cái vấn đề đau ngực thì chúng ta cũng đừng có bỏ qua, mà phải đến gặp bác sĩ để xác định được nguyên nhân đau ngực là do đâu. Vâng, nếu mà đến gặp bác sĩ để xác định thì chúng ta sẽ biết rõ ràng cái lý do chính xác của cơn đau đó là gì rồi. Nhưng mà như bác sĩ vừa chia sẻ thì rõ ràng khi cơn đau ngực xuất hiện ở người trẻ thì có rất là nhiều nguyên nhân, không chỉ là do tim mà thôi. Vậy thì chúng ta có những cái phương pháp nào để có thể nhận biết được một cách sơ bộ đó là những cái cơn đau ngực do tim ạ? Nhất trí với câu hỏi của Minh Vi.
hình như Minh Vi cũng đã nhận thấy được rằng là cái tầm quan trọng của đau ngực, mà đặc biệt là do tim. Vâng. Bởi vì trái tim của chúng ta thì chỉ có một mà thôi, mà nếu như trái tim có sự cố thì nhiều khả năng là chúng ta không tồn tại được nữa. Vâng. Và do đó nhận biết được cơn đau ngực do tim rất là quan trọng. Bởi vì đau ngực do những nguyên nhân khác nó có thể kéo dài từ năm này qua tháng kia chẳng hạn, hoặc là người thầy thuốc vẫn còn thời gian để mà điều trị. Ví dụ như đau ngực do một cái khối u ở trong phổi chẳng hạn. Vâng. Hay là một cái tình trạng viêm phổi chẳng hạn, thì cái thời gian điều trị của nó vẫn còn có cái cơ hội vài ngày, vài tuần hay là vài năm để mà điều trị. Trong khi đó đau ngực do tim nếu như không được nhận diện ra thì chỉ vài 10 phút hoặc vài tiếng là người bệnh có thể kết thúc cuộc sống của mình. Do đó đau ngực do tim có một số đặc điểm. Thứ nhất là không bao giờ đau kéo dài từ năm này qua tháng kia. Vâng. Do đó nếu như một người bệnh than phiền rằng là tôi đau ngực là mấy tháng nay rồi thì yên tâm, nhiều khả năng không phải do tim. Vâng. Đau ngực do tim có đặc điểm rằng thời gian xuất hiện khá ngắn, là chỉ vài mươi giây cho đến vài phút, là thường xuyên bị nhói lên một cái rồi đó nó kết thúc. Vâng. Và khi cái tình trạng vào một cái cơn đau tim thì sẽ có cái đặc điểm là cơn đau ngực do tim thì sẽ có những cái đặc điểm. Thứ nhất là cái vị trí đau là ngay tim của chúng ta. Chúng ta biết rồi, tim thì nằm bên trái. Do đó cơn đau ngực do tim là đau dữ dội vùng tim. Cái là cường độ thì là dữ dội. Vâng. Và thời gian kéo dài có thể 15 đến 20 phút. Và cái hướng đau ngực đó, cái cảm giác đó là người bệnh đau giống như là bóp nghẹn trái tim mình, hay là như là bị dao đâm vào tim mình. Cái là cơn đau rất là khủng khiếp. Và cái hướng lan của cái vùng đau là từ tim lan lên phía cầm bên tay trái, lan xuống cánh tay và lan xuống cánh tay bên trái. Vâng. Thì đó là những cái đặc điểm của tình trạng đau ngực do tim. Rồi kèm theo là người bệnh có những cái tình trạng như là người lã mồ hôi, da xanh, người rất là hốt hoảng. Vâng. Và đương nhiên mất cái khả năng gọi là vận động, và người bệnh có thể ngã quỵ cái nơi mình đang làm việc nếu như ngồi trên bàn. Vâng. Hoặc là đang chơi thể thao có thể té quỵ trên sân thể thao. Vâng. Thì đó là những cái dấu hiệu quan trọng để nhận biết rằng một người đang bị đau ngực do tim. Vâng. Và nếu như mà bất ngờ đột nhiên chúng ta đang hoạt động, đang vui chơi hay đang làm việc xảy ra một cái cơn đau ngực thì lúc đó nên hành xử như thế nào cho đúng và cho để có thể bảo vệ tốt sức khỏe của mình sau thời gian điều trị, thưa bác sĩ? Đây là câu hỏi rất hay. Có nghĩa là Minh Vi đã hình dung ra được rằng nếu như bản thân người đó đã bị bệnh như vậy, còn nếu như bản thân của chúng ta chứng kiến một người bạn hay là một người thân của chúng ta đang có một cái tình trạng đau ngực do tim thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Thì có một số cái chú ý. Thứ nhất là bất động. Bất động trong bất cứ tư thế nào người bệnh đang xuất hiện cơn đau ngực do tim đó, thì người đó phải nằm ngay cái vị trí đó, giữ nguyên trạng thái. Giữ nguyên trạng thái. Vâng. Đang đánh banh trên sân tennis phải nằm im trên sân tennis. Vâng. Đang ngồi trên bàn làm việc thì đương nhiên không tư thế ngồi nữa. Vâng. Mà phải nằm trên sàn nhà. Vâng. Bởi vì tư thế nằm là tư thế giảm cái cong đến tim nhiều nhất, và nới lỏng cúc áo, tháo cà vạt, nới lỏng nút áo và nới tất cả những cái gì mà nó bó vào người của chúng ta. Vâng. Và chúng ta cố gắng tạo cái oxy, tạo cái không khí thông thoáng để cho người bệnh thoải mái nhất. Vâng. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể giảm thiểu được cái hoạt động mà gọi là tăng công cơ tim và giảm được cái tình trạng đau ngực ngay lập tức. Vâng. Và đây là cái điều mà tất cả các khán giả thường hay đồng hành cùng với chương trình Sức Khỏe Và Tiền để mà cập nhật những cái thông tin về bệnh lý cũng như là hiểu biết thêm về những cái cách thức bảo vệ sức khỏe, thì mọi người đều mong muốn và biết được cái cách để mà chúng ta có thể phòng ngừa đối với những căn bệnh, triệu chứng hay bệnh lý. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay với cái chủ đề là cơn đau ngực ở người trẻ thì có những cái cách thức nào để có thể phòng ngừa hay không, thưa bác sĩ? Khi nó đến phòng ngừa đau ngực ở người trẻ, nếu như bạn có những cái yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch, như là hút thuốc lá nhiều nè, mà hình như cái thói quen tĩnh tại có nghĩa là ít vận động, thì hình như ngày càng nhiều. Minh Vi có nhất trí không? Vâng, Minh Vi đồng ý ạ. Có nghĩa là chúng ta trước đã đi xe đạp thì bây giờ đi xe gắn máy, rồi thay vì đi xe gắn máy thì chúng ta đi xe ô tô, hồi trước đi thang bộ thì giờ chúng ta đi thang máy. Có nghĩa là
mỗi cái hoạt động nó, mỗi cái tiện nghi nó làm cho chúng ta ít hoạt động đi chẳng hạn. Vâng. Thay vì nấu ăn thì bây giờ chúng ta dùng thức ăn nhanh chẳng hạn. Vâng. Thì tất cả những cái thói quen đó đều là thói quen gây hại. Rồi bên cạnh đó gọi là kích thích cho não bộ của chúng ta có thể sáng tạo nhiều hơn thì chúng ta dùng cà phê, dùng thuốc lá hoặc là thư giãn bằng cách uống rượu, thì tất cả những cái thói quen đó đều gây hại và có thể tạo ra những cái cơn đau ngực do tim, và đương nhiên chúng ta cần phải tránh trời. Rồi chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe nếu như bạn trên 35 tuổi. Bởi vì bệnh tim mạch đang được trẻ hóa. Vâng. Do đó trên 35 tuổi bạn kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến gì? Chú ý đến những cái thông số liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch. Đó là mỡ trong máu, đặc biệt là cholesterol và triglycerid. Cholesterol trong đó có cholesterol gây hại là LDL cholesterol và HDL cholesterol là cholesterol có lợi cho cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó là đường trong máu có bị tiền đái tháo đường hay không. Rồi những cái thông số khác như là axit uric trong máu. Axit uric trong máu cao cũng là một nguy cơ tim mạch. Rồi những cái chất khác như là fibrinogen chẳng hạn. Thì tất cả những cái yếu tố khi kiểm tra sức khỏe mà chúng ta đánh giá rằng có một cái nguy cơ tim mạch, nếu như phát hiện sớm trên thông số sinh hóa hoặc là phát hiện sớm trên những cái thông số trên điện tâm đồ, vâng, thì chúng ta cần phải có cái chế độ ăn uống sinh hoạt luyện tập để mà chúng ta phòng ngừa những cái cơn đau ngực cho tim. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Vâng, hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ Phan Hữu Phước đã chia sẻ thì đã giúp cho quý vị có những cái nhìn tổng quát cũng như hiểu rõ hơn về triệu chứng này, cũng như là giúp ích cho quý vị thêm một số thông tin để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cho những người thân yêu trong gia đình. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình Sức khỏe và Tiền trên kênh truyền hình FBNC.